Phát biểu chúc mừng thầy và trò trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nhân lễ khai giảng năm học mới 2021-2022, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn, xứng đáng là trường chất lượng cao của tỉnh. Với nhiều nỗ lực của thầy và trò trong những năm qua, trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình luôn đứng trong top đầu các trường của huyện Yên Bình và trong tỉnh về kết quả thi học sinh giỏi các cấp, thi vào trung học phổ thông, đặc biệt là trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Trong năm học 2020-2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng nhà trường đã có nhiều phương án linh hoạt, kết hợp hai hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo phương châm tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học. Vì vậy, chất lượng giáo dục của nhà trường được duy trì hiệu quả cao. Phát huy những thành tích đã đạt được, năm học 2021-2022, nhà trường tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa nâng cao chất lượng giáo dục, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, xây dựng nhà trường xanh sạch đẹp, an toàn, thân thiện, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng các phương án dạy học linh hoạt với tình hình dịch bệnh hiện nay. Đánh hồi trống đầu tiên khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình và phát biểu chia vui với thầy và trò trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả quan trọng mà nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Trước những khó khăn thách thức của năm học mới, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, đồng chí Tạ Văn Long đề nghị ngành giáo dục Yên Bình nói chung và trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình nói riêng cần chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình năm học mới theo hướng sáng tạo, linh hoạt, sẵn sàng chuyển trạng thái để thích ứng với tác động của dịch bệnh. Một là tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, định hướng, chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, nhất là nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cho cán bộ, giáo viên nhà trường, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ, thông tin trong hoạt động giảng dạy, xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần khẳng định uy tín, vị thế của trường đạt chuẩn quốc gia, xứng đáng là trường có chất lượng cao của tỉnh. Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, tổ chức nhiều hoạt động, đưa vào nội dung bài giảng một số môn giáo dục về tinh thần, yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, truyền thống lịch sử cách mạng của dân tộc nhằm xây dựng các thế hệ học sinh là những người công dân hiện đại, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Thứ ba, quan tâm tạo môi trường làm việc thuận lợi và thân thiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, gắn kết, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phát huy ý thức tự hào về nghề nghiệp, tinh thần yêu nghề, tận tâm, tận lực trong giảng dạy, gương mẫu trong cuộc sống là những tấm gương sáng để các cháu học sinh noi theo. Nhà nước và của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long mong muốn các em học sinh tích cực học tập, rèn luyện, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Bình, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, các tầng lớp nhân dân tiếp tục quan tâm, động viên, giúp đỡ để thầy và trò trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học 2021-2022 đã đề ra. Nhân dịp này, đồng chí Tạ Văn Long đã tặng quà cho tập thể nhà trường và tặng 10 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi của nhà trường. Năm học mới 2021-2022, huyện Yên Bình có 52 đơn vị trường học với trên 27.000 học sinh. So với năm học trước, tăng 30 lớp và tăng trên 800 học sinh. Toàn huyện hiện có 36 trường đạt chuẩn quốc gia. Chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục huyện Yên Bình đã huy động các tổ chức cá nhân hỗ trợ trên 200 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập tốt.